Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi bài văn mẫu cảm nhận về 8 câu thơ cuối trong Kiều ở lầu Ngưng Bích do Việt Sách tổng hợp và biên soạn để học tốt môn ngữ văn lớp 9. Nhà nghiên cứu Phạm Quỳnh từng khẳng định: chuyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Còn nhà thơ Chế Lan Viêng lắng sâu và tinh tế khi cất lên lời thơ. Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn. Bao thế kỷ qua, chuyện Kiều đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi người dân Việt Nam. Những tràng thơ có sức cuốn kỳ diệu, vương vấn mãi tâm hồn ta, mang đến cho ta niềm cảm thương sâu sắc với tấm gương oán khổ Thúy Kiều, đem lại cho ta những khoái cảm thẩm mỹ đặc biệt trước những lời thơ như hoa, như gấm. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trồi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 8 câu thơ trích trong đoạn Kiều ở lầu Ngưng Bích. Đây là những vần thơ có sức ám ảnh nhất trong đoạn trích, diễn tả thành công nỗi lòng tê tái của Kiều trong những ngày đầu tiên của kiếp đoạn trường. Hai tiếng buồn trông được lặp lại 4 lần trong đoạn trích, vừa như gói trọn tâm trạng của Kiều trước lầu Ngưng Bích, vừa tạo nhịp điệu đều đều, buồn thương cho đoạn thơ. Ở nơi khóa xuân, Kiều chỉ biết lấy thiên nhiên làm điểm tựa, và từ điểm tựa đó, nàng nhận thức về số kiếp của mình. Tầm nhìn của nàng trước hết hướng ra xa, vì nơi đó là nhà nàng, là nơi có những người thân yêu nhất. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Không gian xa rộng, quạnh hiu nơi cửa bể như càng nổi rõ hơn thân phận nhỏ bé, cô đơn của Kiều. Không gian ấy cộng hưởng cùng thời gian, chiều hôm, thời khắc gợi nhớ, gợi buồn, khiến như thấm sâu hơn vào tâm hồn người con gái nơi xứ lạ, nỗi niềm xót xa. Giữa khung cảnh ấy, trái tim cô đơn, tâm hồn trống vắng, cần lắm một hơi ấm, một sự hiện diện của sự sống. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Thuyền chính là hình ảnh biểu tượng cho sự sống con người. Nhưng đó là sự hiện hữu mờ mờ, như có, như không, được diễn tả qua hai từ thấp thoáng, xa xa. Sự xuất hiện mờ ảo của cánh buồm không làm cho khung cảnh thêm thân mật, ấm áp, mà càng gợi sầu, gợi cảm giác cô liêu cho con người. Không tìm thấy sự sẻ chia từ nơi biển cả xa xăm, Kiều hướng tầm mắt về ngọn nước gần mình hơn. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trồi man mác biết là về đâu. Giữa dòng nước, cánh hoa trôi man mác như gợi nhắc thân phận cảnh bèo dạt mây trôi của người trồng cảnh. Câu hỏi tu từ như xoáy vào tâm hồn người đọc. Thân phận cánh hoa hay chính là những lời trăn trở, xót xa cho số kiếp mỏng manh, phiêu bạc của Kiều. Hai tiếng về đâu cuối câu thơ với thanh không càng tạo cảm giác xa vắng, vô định, như tương hợp với tâm thế hiện thời của Kiều. Tìm đến với thiên nhiên đó, mong sao với bớt nỗi sầu chất chứa trong lòng, nhưng càng nhìn cảnh, tâm trạng lại càng rối bời. Dường như nước gợi lên sự lạnh lẽo, bất định, chảy trôi, nên Kiều tìm về với bờ cỏ xanh, với mặt đất. Buồn trông nội cỏ rầu rầu, nhưng cỏ cũng mang tâm trạng buồn thương, đâu còn là cỏ non xanh tận chân trời trong tiết thanh minh khi Kiều còn sống những ngày tháng êm đềm trướng rủ màn tre. Cảnh nơi xứ lạ như thấu cảm nỗi niềm của Kiều
nên nhuốm màu tâm tư của kiếp người phiêu bạt. Nỗi rầu rầu ấy ngập tràn lan tỏa khắp không gian, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Cái nhìn bao quát từ chân mây xa xăm đến mặt đất gần gũi, tất cả đều một màu xanh. Nó khác lắm cái sắc xanh tràn ngập nhựa sống của tiết trời mùa xuân. Cỏ non xanh tận chân trời, và cũng không giống màu áo xanh tinh khôi của chàng Kim trong ngày đầu gặp gỡ. Tuyết in sắt ngựa câu giòn, cỏ pha màu áo nhuộm non ra trời. Màu xanh của không gian nơi lầu ngưng bích là màu xanh gợi buồn, nỗi buồn của người pha vào cảnh vật, mang theo bao tái tê. Không gian trở nên rợn ngợp, cô liêu, sự vắng lặng bao trùm cảnh vật càng tô đậm tiếng lòng thổn thức của người trong cảnh. Kiều cảm thấy cần một tiếng vọng của sự sống con người, nhưng đáp lại nàng chỉ có những âm thanh hào hùng của thiên nhiên. Gió thổi, nước trôi, tất cả đều sự trôi chảy như thân phận bên trời góc bể bơ vơ của nàng Kiều. Âm thanh của tiếng sóng âm âm như tiếng gào thét của người trong cảnh ngộ bẽ bàng, tê tái. Tầm nhìn của Kiều hướng từ xa về gần, từ cao đến thấp, mong mỏi kiếm tìm một sự đáp vọng. Thanh âm duy nhất đáp lại là tiếng sóng ầm ầm kêu quanh ghế ngồi. Nó không làm cho không gian vàng động hơn, mà càng khắc sâu thêm tâm trạng đau đớn lẫn dự cảm lo âu về tương lai của Kiều. Xót xa biết bao, đớn đau biết bao, chỉ có thiên nhiên bên nàng chia sẻ tấm lòng với nàng. Đó chính là thời khắc Kiều thấm thía nỗi niềm tự thương thân. Thơ ca chỉ tìm đến bến neo đậu nơi lòng người, khi đó là tiếng lòng tha thiết, được tạo bởi tài năng nghệ thuật chân chính. Đoạn thơ này của Nguyễn Du đã làm được điều đó. Nó không chỉ khắc họa thành công nỗi lòng xót xa, tâm trạng bẽ bàng của Kiều, mà còn cho thấy nghệ thuật tả cảnh ngụ tình bậc thầy của đại thi hào dân tộc. Âm hưởng của những câu thơ này đã, đang và sẽ vang động mãi trong tâm trí người đọc. Trên đây là bài văn mẫu cảm nhận về 8 câu cuối trong bài Kiều ở lầu ngưng bích do Việt Sách giới thiệu đến quý thính giả. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được thông báo về những video mới nhất của Việt Sách.